Dạ mọi người xem phim thấy sao ạ? Hay không ạ? Dạ cảm ơn. Xin chào các đồng hương, mình cũng người An Giang. Ba má. Bonjour. Chị tên. Phim mấy cũng? Coi lần nữa nhé. Dễ thương như vậy rồi. Làm vậy thì tội nghiệp cò quá. Miếng đâu cho cò đây nè. Dạ thì lời đầu tiên con xin gửi lời chào tới cả các quý vị ở mảnh đất An Giang ạ. Dạ con tên là Đỗ Kỳ Phong, con đóng vai cò trong phim Đất Rừng Phương Nam của các đạo diễn Nguyễn Mai Dũng ạ. Dạ cho con hỏi là phim có hay không ạ? Hay. Có ai muốn coi phần 2 không ạ? Nếu mà mọi người muốn coi phần 2, mọi người phải về nhà rủ thêm bà con cô bác để coi cho đoàn phim có kinh phí để làm thêm phần 2 nha. Cảm ơn. Dạ, lời nói đầu tiên con xin kính chào tất cả các cô chú và con An Giang. Con tên là Bùi Lý Bảo Ngọc, năm nay con 11 tuổi, con đóng vai bé Sinh trong phim Đất Rừng Phương Nam. Dạ, thì con rất là cảm ơn mọi người đã dành một chút xíu thời gian để đến đây xem phim và ủng hộ đoàn phim Đất Rừng Phương Nam. Dạ bây giờ con có thể tặng mọi người một câu hò được không ạ? Ai về miền đất An Giang nghe cây mà vẫn dương trong lòng. Dạ con xin cảm ơn. Dạ xin mời về tôi. Trời ơi, Tư Mắm có fan club luôn. Có vẻ cái ác có đầu hình rồi. Chắc là chúng ta có điểm gì đó chung với nhau cho nên mới yêu thích dì Tư tới vậy. Dạ dì Tư Mắm chào tất cả bà con An Giang ạ. Hôm nay thì quay trở lại An Giang thì trong lòng rất là vui và cũng là đây cũng là hình như là cái điểm duy nhất ở miền Tây mà mình đi cine tour. Cái cảm xúc thì đương nhiên là gặp bà con miền Tây lúc nào cũng thích thích trơn á, tại vì mọi người rất là vui vẻ, mọi người rất là nhiệt tình và cái năng lượng của mọi người á rất là tuyệt vời luôn. Nên những cái gì mà mọi người xem ở trên TV mà thấy cái sự hiền lương thục đức của dì Tư Mắm mà mọi người cảm thấy ưng ý, cảm thấy thuận mắt, thuận tai, xin mọi người hãy chia sẻ về cái nét dễ thương này của dì Tư để nhiều người biết hơn về tính cách của dì Tư nha mọi người. Dạ cảm ơn. Cũng xin được muốn lắng nghe lắm những chia sẻ đến từ thầy giáo Bảy ạ. Xin mời thầy. Xin chào bà con An Giang. Vĩ Văn rất là cảm ơn bà con An Giang và bộ phim Đất Rừng Phương Nam rất có duyên với ở đây, bởi vì tất cả cảnh quay đều quay An Giang và nói chung là chăm nghe không bằng mắt thấy, cũng giống như là Vĩ Văn được đến An Giang để thấy được cái vẻ đẹp của rừng tràm Trà Sư, của Tịnh Biên và của Tân Châu, thì cũng như khán giả ở đây, khán giả An Giang đã đến tận đây để xem bộ phim, để chăm nghe không bằng mắt thấy để thấy được bộ phim Đất Rừng Phương Nam. Xin cảm ơn. Cho nên là em rất là mời Tư Mắm, Tư Mắm. Rồi cho mình hỏi là có ai ở đây trong quá trình sinh hoạt đi qua? Rồi cả nhà nha, nhìn điện thoại em nha, 1, 2, 3. Ok, liên tục nha, rồi. Rồi nhìn máy nào, có chụp cái chừng. 1, 2, 3. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một buổi tối xem phim thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Tư dễ thương. Dạ. Tư hiền. Tư dễ thương. Tư Mắm. Xin được giới thiệu với các bạn diễn viên Băng Di. Tiếp theo là Kỳ Phong trong vai cò. Chúng ta có Hạo Khang trong vai An,
có Bảo Ngọc trong vai Sinh và Hơn Thái Tư cũng có một vài diễn viên rất là quen thuộc, Hứa Vĩ Văn trong vai thầy giáo Bảy. Bên cạnh đó Hải Linh cũng xin được giới thiệu sự xuất hiện của nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn. Dạ. Chắc là trong cái không khí ngày hôm nay nhờ đạo diễn. Yeah, cái này 2 3. Dạ rồi, cảm ơn mọi người ơi. Hãy lên đây đếm 1 2 3 và tất cả hỗ trợ mình cùng hô đất rừng phương Nam cái nha. Dạ. Dạ rồi. 1 2 3. Đất rừng phương Nam. Diễn viên Băng Di trong vai Tư Mắm. Cùng với đó là sự xuất hiện của nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn. Bà con rất là cảm ơn tất cả các cô chú và con đã dành ra một chút xíu thời gian để đến đây xem một phim đất rừng phương Nam. Và con cũng hy vọng là các cô chú sẽ luôn ủng hộ và luôn yêu thương đài phim của con. Dạ. Dạ con xin chào mọi người, con là Hảo Khang, con là ban cho một phim đất rừng phương Nam của ban đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ạ. Dạ nếu mọi người mà thấy hay thì mọi người về dẫn các người thân gia đình mình đi xem để cho đoàn phim có kinh phí để có thể làm phần 2 nha mọi người. Dạ. Rồi, xin mời cho. Dạ con xin kính chào quý khán giả đây ạ. Dạ cho con hỏi là phim có hay không ạ? Hay. Dạ có ai muốn coi phần 2 không? Không. Dạ nếu mà muốn coi phần 2 mọi người có thể về nhà chia sẻ trong gia đình hoặc là người thân trong hàng xóm để biết để nhà làm phim có thêm tiền để đầu tư phần 2. Dạ mời cô Tư. Dạ nãy giờ bà con coi xong thì bà con thấy gì Tư dễ thương không ạ? Ủa sao hỏi dễ thương không? Cái cười không? Không ai trả lời dễ thương không? Buồn quá à. Mắm kho nó phải dì Tư nấu không dì Tư? Dạ. Mà mắm kho phải dì Tư nấu không? Dạ ông hiện trường ha. Ê là ông thiết kế ông nấu. Dì Tư là quậy thôi. Cũng chia sẻ với bà con là sau khi cái cảnh mà cái nồi lẩu mắm đó quay xong là coi như là cũng sạch sẽ luôn. Tại vì ba đứa nhỏ này là nó đói. Cái cảnh đó là quay lúc 6 giờ là mấy đứa nhỏ nó đói rồi. Thì nó cứ vừa diễn và ăn thiệt luôn. Không biết sao cái lần ăn thiệt đó có đứa nào về bị đau bụng gì không? Dạ không, đồ của dì Tư mà. Trời ơi. Dạ, cũng hy vọng là bà con coi xong sẽ hài lòng. Hoặc là có cái gì chưa hài lòng thì cũng xin chia sẻ, góp ý để cho tất cả diễn viên cũng giống như là ekip làm phim có thể hoàn thiện hơn. Giống như làm những cái sau mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Dạ. Rồi thầy giáo Bảy. Cảm ơn bà con, cảm ơn các con đã đến xem bộ phim nha. Hy vọng là mọi người sẽ thích ủng hộ bộ phim nha. Cảm ơn. À, rồi, 1, 2, 3, cười tươi ạ. Rồi. À rồi. Cái bản phim chiếu để cảm ơn, báo cáo và cảm ơn mọi người. Chắc là mọi người cũng thấy là những cái cảnh trong phim An Giang của mình là phim rất là đẹp đúng không ạ? Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, xin giới thiệu với tất cả quý vị sự diễn viên nhí Hào Khang trong vai An, diễn viên Kỳ Phong trong vai Cò, diễn viên Bảo Ngọc trong vai Sinh, diễn viên Hứa Vĩ Văn trong vai thầy giáo Bảy và diễn viên Băng Di trong vai Tư Mẫn. À, có vẻ ai cũng rất là hớn hở khi thấy Tư Mẫn nha. Dạ. Mọi người cười quá, chắc là mọi người thấy dì Tư dễ thương lắm đúng không ạ? Ủa, dễ thương mà sao hét dữ vậy? Ngày hôm nay thì cái cảm xúc của mình khi mà mình đứng ở đây mình trình chiếu bộ phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho bà con ở An Giang xem là những người con ở miền Tây, những người cô chú, những anh chị, những bạn đã hỗ trợ cho đoàn làm phim rất là nhiều, quay ở đây rất là cực. Nhưng mà nếu như mà không có tình cảm của bà con, sự hỗ trợ của bà con thì cũng sẽ rất là khó khăn để hoàn thành. Và chưa hết là bây giờ phim xong rồi bà con còn tới đây ủng hộ rất là nhiệt tình. Thì cái tình cảm đó
dì Tư Mắm cùng với ekip làm phim là tri ân bà con rất là nhiều. Cảm ơn bà con An Giang quá dễ thương luôn. Dạ, hy vọng là sau khi xem phim xong thì mọi người có thể chia sẻ cho anh chị em bạn bè, gia đình hoặc là những người thân xung quanh mình biết về cái độ dễ thương của dì Tư Mắm. Dạ, em thì em hiền lắm mà ở trên phim vậy thôi chứ ở ngoài em hiền lắm. Dạ, em không có dám ăn hiếp ai hết. Cho nên là nếu như bà con mà có lỡ xem dì Tư mà ghét dì Tư quá thì dì Tư thì cho nó chịu đi, nhưng mà Văn Di thì mọi người đừng có ghét nha. Dạ, và cảm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.